Rồi nha cả nhà, đây là cái chai tẩy trang của mình ha. Cả nhà thấy nó đẹp không? Nó có hai lớp ha, dầu và nước. Đây là cái sản phẩm được chiết xuất từ cái dầu amon ha, dầu amon. Cái dầu này nó từ là cái hạt hạnh nhân ha các bạn ha. Rồi trong đây nó có vitamin E, có lô hội và có một số thành phần khác nữa để tạo ra cái sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này á là Dung cũng là mất khoảng mấy tháng thì mới ra được cái sản phẩm ha các bạn ha. Mấy tháng mới ra được sản phẩm, tại vì mỗi lần test như vậy á, thì cái nguyên liệu của nó chuẩn á, thì về mình test á các bạn, thì mình về mình test á, thì ví dụ như có một số sản phẩm á, thì nó làm da mình nó bị rát các bạn. Cái dầu và nước, nhưng mà cái tẩy trang dầu là một trong những cái sản phẩm là nguyên liệu nó đắt nhất từ xưa tới giờ các bạn. Nên là á, cái quan trọng nữa khi mình tẩy trang á, làm sao da của mình nó không có bị rát ha, nó không có bị nhạy cảm nè, nó không bị khó chịu, nó không bị mẩn đỏ. Thì cái sản phẩm này Dung đã test trên những cái làn da mà nhạy cảm nhất, những cái cô gái mà có làn da gân máu đỏ li ti khó chịu, tức là da đụng cái sản phẩm nào cũng nhạy cảm, thì mình phải chạm vô những cái sản phẩm như vậy. Thì các bạn biết không, thì cái da của khách á, thì ví dụ một số khách hàng á, thì họ có chịu được cái sản phẩm này hay không, thì mình phải test trên những cái làn da mà nó khó chịu nhất như vậy, thì mình mới biết rằng cái sản phẩm mình nó phục vụ được những cái làn da cực nhạy cảm. Tại vì trên thị trường hiện nay á, rất là nhiều sản phẩm tẩy trang, nhưng nó có một điều á các bạn, là nó rất là dễ bị là đỏ da, kích ứng da và khó chịu, nên khách hàng không có lựa chọn sử dụng. Khi mà sử dụng một cái tẩy trang lên, các bạn biết không, nó bị sao, nó bị bắt đầu nó khô cái da lại, rồi da mình nó bắt đầu nó khó chịu, nó trở nên nhạy cảm. Mà khi da của mình nó trở nên nhạy cảm thì nó rất là dễ bị nổi mụn ha các bạn ha. Rồi với cái tẩy trang mà Clinsinol này, Dung phải test trên 20 mẫu sản phẩm ha các bạn, trên 20 mẫu cộng với là kỹ sư bên công ty nữa thì mới kết hợp để mới cho ra được cái sản phẩm như thế này. Thì mỗi lần như vậy chúng ta test trên rất là nhiều loại da, da dầu, da thường, da nhạy cảm, và nhất là da nhạy cảm. Nếu một cái sản phẩm của các bạn mà nó đáp ứng được cái làn da nhạy cảm thì chắc chắn rằng là bất kể làn da nào cũng sử dụng được. Cái loại dầu này nè, thì thường cái quan điểm của khách hàng mình á, và một số khách hàng mà không có am hiểu về sản phẩm, khi nghe tẩy trang mà nói về tẩy trang mà dầu các bạn, thì họ cứ nghĩ là sẽ không phù hợp với da dầu. Dung đã livestream trên những cái bài trước, mà cái bài mà Dung test cái sản phẩm tẩy trang trước sau sử dụng á, thì Dung đã cho các bạn thấy rồi. Thì khách hàng cái quan niệm là tẩy trang dầu thì không xài cho da dầu, nhưng mà xin thưa các bạn, tẩy trang nếu mà chúng ta am hiểu mà đúng nhất cái nguyên liệu tẩy trang mà bằng dầu á, là nó đắt nhất, mà thực sự là nó rất là đắt luôn. Và đối với làn da dầu hay bất kể làn da gì á, thì đối với cái sản phẩm Sexy Cleansing Oil này, nó sẽ giúp cho các bạn sạch hết bây giờ da dầu, da mụn, da khô, da nhờn, và bất kể loại da, da nhạy cảm nữa thì các bạn cũng có thể sử dụng được cái sản phẩm này ha. Thì khi các bạn xài nè, bây giờ Dung hướng dẫn các bạn thấy hai lớp không? Hai lớp dầu và nước ha các bạn. Thì các bạn lắc lên ha. Các bạn lắc lên ha các bạn. Bạn lắc lên cho nó đều cái hỗn hợp này nè các bạn. Đó, đều cái hỗn hợp này. Xong thì các bạn mới dùng một là cái bông gòn ấy các bạn, một là cái bông gòn, hai là các bạn sử dụng cái bông tẩy trang các bạn đẩy ra ha. Bây giờ Dung hướng dẫn luôn ha, Dung khui chai làm mẫu ha các bạn. Đó, thì bây giờ đây là cái tem chống hàng giả của mình. Rồi, các bạn thấy cái ga anti nè các bạn. Bạn lột cái này ra ha các bạn ha. Bạn lột cái này ra nha. Đó, tại vì cái này nó rồi xong rồi các bạn mới bắt đầu các bạn bắt các bạn thấy cái nút nó có cái lỗ này nè, thì các bạn lấy cái bông tẩy trang ra các bạn chóc xuống và các bạn đổ. Nhưng mà nhớ một điều giống như Dung dặn lại là khi mình sử dụng mình phải lắc nó lên ha các bạn. Mình lắc cái hỗn hợp này lên để dầu và nước thì bắt đầu nó mới ha, nó mới bắt đầu là nó được hòa lẫn ha các bạn, rồi mình mới sử dụng được. Và khi các bạn để lại bình thường thì hai lớp dầu với nước này nó sẽ tách ra ha các bạn ha. Vậy thì cái sản phẩm này là Dung nhắc lại, chiết xuất từ từ dầu amon, rồi lô hội, vitamin B, rồi gồm có một số thành phần nữa các bạn ha. Thì khi mà các bạn sử dụng thì đây là một trong những sản phẩm Dung thấy nó phù hợp tất cả mọi loại da, các bạn không lo lắng. Và nếu các bạn muốn có một cái làn da mà nó sạch, nó không bị mụn á, thường thì các bạn, tại sao chúng ta phải xài tẩy trang? Tại vì một số làn da đó các bạn, em ơi đừng kéo giùm chị em ơi. Một số làn da đó mà khi các bạn á các bạn mà sử dụng cái sản phẩm gì lên các bạn cũng thấy nó nổi mụn á các bạn. Ví dụ như là chúng ta rửa sữa mặt, chúng ta sử dụng cái
cái trì mụn, nhưng mà chúng ta vẫn không thấy da chúng ta hết mụn, mụn li ti nó cứ lên về hoài á. Và khách hàng có hay hỏi tại sao em không hợp với sản phẩm này, không hợp với sản phẩm kia. Nhưng mà 15 năm nay lúc nào Dung cũng sử dụng tẩy trang, và Dung cũng đã từng bị mụn rất là lâu năm giống như các bạn. Thì có một cái quan điểm mà khách hàng không bao giờ để ý, đó là không có sử dụng cái tẩy trang. Và cái tẩy trang sẽ giúp chúng ta làm sạch sâu ha, cái dưới cái nang lông nè, làm sạch sâu lớp dầu nè. Tại vì cái sữa rửa mặt mình nó không thể lấy sạch những cái dầu trên da mình được, nó không thể sạch 100% được. Thì khi cái tẩy trang này giúp các bạn làm sạch hết tất cả những cái phần dầu, những bụi bẩn. Rồi nhất những người trang điểm đó các bạn, có những cái loại trang điểm nó bám rất dài. Ví dụ sau này chúng ta có loại son bám ăn không dính ly, rồi không dính hôn, không dính vân vân. Thì những cái loại đó nó bám rất chặt. Rồi sao? Rồi cái phấn trang điểm nè, cái giống như là phấn trang điểm, make up bay, foundation, rồi thêm những mấy cái trang điểm mà che khuyết điểm rất là dày. Thì những cái loại đó chúng ta cũng rất là cần cái dầu tẩy trang nha các bạn. Chỉ có dầu tẩy trang mới giúp các bạn lấy được. Ví dụ như cái lông nheo của Dung này các bạn, là mascara lâu trôi, rồi sao? Mắt nước không trôi, không lem. Thì những cái loại như vậy, chúng ta không có cái loại tẩy trang dầu này, thì Dung đảm bảo rằng các bạn 100% các bạn không hề lấy đi hết được sạch. Và nếu các bạn không lấy sạch được thì sao? Các bạn phải chà tới, các bạn chà lui, chà tới chà lui. Con mắt các bạn nó rất nhạy cảm, mà nếu các bạn chà như vậy thì các bạn biết sao? Khi bác của bạn chà như vậy thì lâu ngày cái mắt của các bạn trở nên nhăn nè, rồi da mắt các bạn bị thâm quầng nè, rồi các bạn sẽ thấy da mắt của mình thiếu sức sống. Các bạn càng trang điểm màu mắt mà các bạn không tẩy trang thì đó là một trong những cái mà sai lầm để chúng ta không có một cái làn da đẹp. Rồi bên cạnh đó, nếu các bạn muốn dưỡng da mà da bạn không bao giờ nhạy cảm, các bạn không bị nhạy cảm này, không bị gì hết, không bị nổi mụn, và khi chúng ta đưa sản phẩm vào nó luôn tiếp nhận sản phẩm tốt vào trong da và nó không có tình trạng như da nhạy cảm, mẩn hột, đỏ da, thì các bạn cũng giúp Dung là phải sử dụng cái tẩy trang nha các bạn. Cái sản phẩm này là thứ nhất là Dung cũng đã mất thời gian rất là lâu để tạo ra nó. Tại vì sao? Khi mà Dung nghĩ rằng khi Dung xài được thì khách hàng của Dung phải xài được. Tại vì chính Dung xài được, Dung phải tạo ra nó, Dung phải xài nó được mỗi ngày. 15 năm nay Dung nói các bạn rằng Dung không ra sản phẩm tẩy trang, thì Dung cũng phải đi tìm chỗ này, đi tìm chỗ kia, hãng này hãng kia có những tẩy trang tốt nhất để Dung sử dụng. Vì vậy khi mà Dung test trên 20 mẫu sản phẩm trong suốt mấy tháng qua, thì Dung mới chọn được cái mẫu cuối cùng này các bạn ha. Cái mẫu cuối cùng là nó rất là vừa lòng rồi, da nào cũng xài được ha các bạn ha. Rồi chúng ta lại khui lại một cái mới ha. Đó thì sáng nay thì thật sự là cũng rất là đáng là buồn, tức là ra hàng nhưng rất là buồn các bạn, tại vì không có đủ hàng giao. Nhà máy báo về là nguyên liệu không có đủ ha. Tại vì cái sự chỉnh đổi của Dung, cái sự chỉnh đổi liên tục về mẫu, về cái nguyên liệu bên trong của sản phẩm á, tức là Dung chỉnh đổi làm sao nó mềm, nó mượt, nó không có bị kích ứng, và cái điều đó rất là khó. Khó mà nhà máy nào hoặc kỹ sư nào họ có thể làm được. Tại vì nó đảm bảo những cái tiêu chí quá nhiều đi. Chúng ta đòi da nó sáng, nó mượt, nó sạch sâu, rồi da nó phải không nhạy cảm, rồi nó ẩm, nó mượt, nó không được kích ứng, nó không được khó chịu da mắt. Cái vùng da mắt là mình khó chịu nhất. Vì vậy là thì Dung cũng nói sơ về cái tính năng của sản phẩm, rồi Dung cũng muốn cho các bạn am hiểu về tại sao chúng ta phải sử dụng tẩy trang ha. Vậy thì cũng biết rằng các bạn đang rất là yêu thích cái sản phẩm này, nhưng mà thực sự là thông cảm cho công ty. Và tới khoảng cuối tháng 9 thì chúng bên công ty mới có hàng đầy đủ giao cho các bạn. Còn bây giờ thực sự là nó chỉ vừa phải thôi. Mỗi đại lý Dung nghĩ là không có giao, nhưng mà bây giờ lỡ rồi, chả lẽ bây giờ về chừng này sản phẩm mà bây giờ chẳng lẽ không giao cho các bạn. Nên thì thôi, thì chúng ta cứ chấp nhận ha. Bạn nào may mắn sở hữu được sản phẩm thì sử dụng ha. Nhớ nha, sử dụng tẩy trang là phải lắc lên nha các bạn. Lắc lên rồi mới sử dụng được ha các bạn. Rồi ha, cho các bạn coi kỹ về sản phẩm ha. Rồi ok, rồi đây là sản phẩm ha các bạn ha. Rồi nói có hay không, hay thì like, hay thì các bạn nhớ share giúp Dung nha. Đó
Rồi ha các bạn ha, những sản phẩm này đã được công bố ha các bạn, kiểm nghiệm và công bố đầy đủ ha, làm theo tiêu chuẩn là sản xuất sạch theo quy trình của Bộ Y tế ha các bạn ha. Rồi. Ok, đó các bạn thấy sang chảnh đẹp không? Đó. Rồi ha các bạn ha. Rồi bây giờ sáng nay ai mà đặt gạch là lại có hàng đó, nhưng mà trời ơi khổ lắm, người ta đặt hoài mà không có hàng thì các bạn ơi. Bạn thấy là chai nó rất là đẹp nè. Bây giờ Dung cho các bạn xem ha. À, xem là các bạn xem là rồi Dung cầm nó lên rồi ha. Rồi giữ ra. Đây. Các bạn xem ha, bây giờ Dung mở cái chai này ra nè các bạn nhìn nè. Cái chai mình nắp là rất là dày nha các bạn. Tất cả cái bao bì này là Dung á, là Dung hả, là Dung nhập hết nha các bạn. Đặt hàng riêng theo tiêu chuẩn của công ty nha các bạn ha. Đó, thì các bạn thấy không? Thì đây là một cái loại tẩy trang nó chuẩn theo quốc tế luôn nha các bạn. Tức là cái loại tẩy trang dầu nó phải dùng trong những cái chai như thế này thì mới đúng chuẩn và mới sử dụng được. Các bạn thấy những cái đất nước mà nó chuyên về sản xuất tẩy trang á, thì nó cũng làm những cái loại tẩy trang này, chứ không có làm loại xịt. Tẩy xịt á là chỉ xịt khoáng, xịt nước, còn này dầu và nước nó phải đi theo cái này mới đúng ha. Những cái nhà sản xuất mà chuyên nghiệp á thì người ta luôn là tư vấn cho mình cái gì chuẩn nhất. Đấy, có những cái chai sản phẩm rất là sang chảnh nhưng mà nó không đúng về mục đích của sản phẩm ha các bạn ha. Rồi các bạn ha, Dung cầm lên thì nó cũng không có còn đẹp trên tay như các bạn thấy ha. Đó, dầu và nước Dung đã lắc lên rồi ha các bạn ha. Rồi đây thì đây là mẫu mã sản phẩm ha các bạn ha. Rồi trong sản phẩm thì có thư ngõ, cho em cái thư ngõ mới có không? Dạ, kéo ra. Đây các trong sản phẩm thì có thư ngõ đầy đủ ha. Có tất cả các ba ngôn ngữ hướng dẫn sử dụng nha các bạn ha. Có ba ngôn ngữ hướng dẫn sử dụng đầy đủ nha các bạn. Rồi. Ok, có đầy đủ rồi nha các bạn ha. Đó. Ok nha các bạn nha. Rồi chai này khui là chai này Dung về Dung xài nè các bạn ha. Dung cũng bữa giờ hàng test của Dung là nó cũng hết rồi, hàng mẫu Dung hết rồi ha. Rồi lúc nào công ty cũng lưu kho ha, lưu mẫu ha. Cái đát có chạy ở dưới nha các bạn nha. Đây đát nè, các bạn thấy đát không? Đó, chờ em chút nha. Nó hơi ấy ha, nó hơi mờ ha, nhưng mà mình cầm trực tiếp mình sẽ thấy ha. Rồi ở dưới sản phẩm luôn có in đát đầy đủ ha các bạn ha. Rồi ha, đây là nguyên liệu nhập khẩu hết, chỉ có đóng gói Việt Nam thôi nha các bạn ơi. Đó, đóng gói Việt Nam thôi ha các bạn ha. Rồi, mẫu mã quá đẹp, sản phẩm rất sang chảnh. Các bạn biết cái hạt mà hạnh nhân mình hay ăn không các bạn? Đây nè, đây là cái hạt hạnh nhân ha, chiết xuất từ dầu từ hạt hạnh nhân nha các bạn. Rất là xịn luôn á nha các bạn. Các bạn biết cái hạt hạnh nhân rất là đắt tiền đúng không? Đó, và cái dầu tẩy trang của mình đã được chiết xuất từ dầu hạnh nhân ha. Dầu gọi là dầu amon á. Rồi trong đó nó có lô hội ha. Rồi có vitamin B, rồi có nhiều thành phần khác nữa nha các bạn, nhưng mà thành phần chính đó là thành phần chính nha các bạn. Dung đảm bảo rằng các bạn về các bạn xài các bạn sẽ rất thích luôn. Dung tin chắc rằng các bạn sẽ rất thích. Ví dụ các bạn đã rất là khó tính để sử dụng qua rất là nhiều cái tẩy trang rồi, các bạn sẽ rất khó tính để lựa chọn cái sản phẩm tẩy trang cho mình, thì Dung tin chắc rằng cái sản phẩm này sẽ chinh phục các bạn ha. Cái sản phẩm tẩy trang này sẽ giúp cho các bạn sẽ rất là mê. Và sau khi các bạn mà từ xưa giờ các bạn chưa xài tẩy trang thì lần này các bạn xài đi, rồi các bạn mới thấy làn da các bạn nó đổi khác vô cùng nha các bạn. Rất là khác nha các bạn. Đó, thì hôm sau các bạn sẽ da các bạn rất là đẹp ha. Đó, nhớ nha. Đó, phải xài ha. Đó, xài thì hôm sau mới thấy từ đó trở đi da mình sẽ không bao giờ bị mụn nè. Da của mình không bao giờ bị nhạy cảm nữa nè. Và dưỡng da, da sẽ rất là đẹp, rất là thẩm thấu sản phẩm ha. Tẩy trang và nhớ rửa mặt lại đêm năm cho Dung 2 lần ha các bạn ha. À, đẹp lắm luôn á. À, cái chai này là 150ml nha cả nhà, 150 ha. Các bạn có thể được sử dụng được rất là lâu ha. Nhớ lắc lên trước khi xài cho hỗn hợp dầu và nước nó được hòa tan nha các bạn ha. Rồi. Một chai hả? Một chai là 400.000 nha các bạn. Một chai 400.000 ha, nguyên liệu là rất là đắt tiền nhưng mà cố gắng là luôn giá cho các bạn. Giờ các bạn so sánh giá quá, các bạn so sánh nhiều quá nên thôi cố gắng hết sức để cho các bạn có giá tốt nhất để các bạn. Rồi bé ba nhà mình ha. Rồi đừng có quên nha, nếu mà một tháng nó đủ hàng giao thì đừng có quên nha các bạn. Đừng có quên nha, tại vì giờ
Nếu ai chưa có thì cũng đừng có buồn nha.